Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại channel Tấn Tài Gaming ha. Hôm nay mình thấy một cái tựa game One Piece mới, nhìn cũng khá là thú vị, nên vào quay clip cho anh em xem. Hiện tại là mình đã ở trong game này chơi được khoảng tầm 15 phút rồi nha. Tại vì anh em biết sao không, game này nếu mà muốn sở hữu chát quỷ, kiểu như là mua ngẫu nhiên anh em, thì chúng ta phải đạt cấp 50 mới có thể mua được. Nên là mình phải cày cho lên khoảng tầm cấp 48 như thế này á, rồi mới quay clip cho anh em xem. Đáng lý là cày lên cấp 50 luôn á, nhưng mà tại vì thấy gần đủ rồi nên thôi kệ quay clip luôn. Wow, hình như là thanh niên này có chát quỷ hay sao á. Ủa không có hả? Mình cứ tính đó là có chát quỷ chứ. Rồi, hiện tại là mình đang nhận cái nhiệm vụ là đánh bại con cướp biển này nha anh em. Nếu mà tính ra cày lên cấp 50 thì nó cũng hơi cực á, chứ không hề dễ dàng chút nào. Mình tốn khoảng tầm mười mấy phút. Rồi, ra ngoài kia nhận thêm một cái nhiệm vụ nữa. Nhiệm vụ mình đang làm là yêu cầu cấp độ 25 nha. Còn cấp 1 anh em vừa mới vào là nhận cái nhiệm vụ bên ngay chỗ này nè, chỗ con chuột mình chỉ á. Anh em thấy cái con NPC chưa? Thanh niên kia có cái cây gậy của Sabo kìa anh em. Chắc là cũng mạnh dữ lắm rồi đó. Đợi tí đi, một hồi mình cũng sẽ mạnh thôi. Chỉ cần sở hữu được chát quỷ. À, mình thấy bên ngoài có vài cái code á. Từ từ, làm xong cái nhiệm vụ nè, rồi mình nhập vào cho anh em xem luôn. Nó cho mình số lần quay chát quỷ với lại gem, Billy đồ các kiểu nhiều lắm. Đi lên cái khu vực phía trên nha. Anh em thấy có một cái shop không? Trong đó là nó sẽ cho chúng ta mua chát quỷ ngẫu nhiên. Bình thường thì cấp 50 anh em mua mới được. Vào trong cái chỗ có tên là thực đơn nè. Chọn vào cái cài đặt nha anh em. Mình nói trước luôn, nếu mà anh em nhập không được những cái code này có thể là nó đã hết hạn. Tại vì khi đăng cái clip này lên đó, mình không biết chắc là cái code này còn xài được hay không, nên mình nói trước như thế. Đấy, thành công rồi nha. Nó cho mình đá quý. Hình như là có cho số lần quay chát quỷ luôn á. Cái code thứ hai cũng nhập thành công luôn. Bây giờ mình sẽ đi vào phía trong nha. Ê, có người mua chát quỷ vứt ra nè em. Trái rào cản Bari Bari Nomi. Trời ơi. Biết vậy á, kiểu như mình vào đây mình đứng mình chờ người ta mua vứt ra ăn ha. Chứ đi cày lên cấp 50 rồi mua chi cho nó cực. Bởi vậy thiệt tình. À, tổng cộng là có 4 chiêu thức. Nhưng mà mình chỉ xài được cái chiêu Z thôi. Những cái chiêu khác thì chúng ta cần phải đủ điểm chắc quỷ mới sử dụng được. Thôi để mình vô trong kia quay chát quỷ thử cho anh em xem. Hồi nãy mình nhập code á thì trong đó nó có cho số lần quay chát quỷ luôn. Chỗ này tổng cộng mình có là 7 lần nha anh em. Nghe con chuột mình chỉ nè. Hoặc là anh em có thể dùng đá quý để mua số lần quay. Đá quý thì đánh quái đánh boss nó rơi ra nhiều lắm. Để coi là được trái gì ghê gớm hay không. Nếu mà tính ra mình thấy cái trái rào cản với lại cái trái bơm là nhiều nhất luôn. Tại vì mấy trái đó nó thuộc dạng cùi bắp anh em ạ. Đây là trái khói. Ăn vào chơi chứ chờ đợi gì nữa. Trời, trái khói này tổng cộng tới 5 chiêu thức nha anh em. Hiệu ứng thì cũng không tới nỗi là ghê gớm lắm. Cái chiêu mà mạnh nhất thì cần tới 300 điểm chắc quỷ anh em ạ. Wow. Vì là hệ Losa nên là có thể né được đòn tấn công của mấy con quái nè. Đây là cái chỗ học Haki. Phải cần đủ tiền mới mua được nha anh em. Giá là 50.000 Billy để mua được cái Haki vũ trang, 300.000 Billy để mua được Haki quan sát, và 1M Billy để có thể mua được Haki bá vương. Còn cái tiền thưởng là gì ta? Hay là chúng ta phải săn cho đủ 50k điểm bounty thì mới mua được Haki vũ trang hả?
Đây là cái chỗ bán vũ khí nè bạn. Để coi có cái gì hay ho hay không. Có cái ống nước của Sabo nè, 5.000 Belly và không cần tiền thưởng nha. Cái cây mà xịn nhất ở cái khu vực này đó chính là cây kiếm của Tứ Hoàng Xanh Tóc Đỏ nè bạn. Yoru còn rẻ hơn cả kiếm của Tứ Hoàng Xanh Tóc Đỏ à. Có 550k à. Mua cái ống nước của Sabo đi ha. Tại vì á, cái vũ khí kế bên mình cũng không đủ tiền để mua, cần 50k lận. Đấy, vào trong túi để trang bị liền chứ chờ đợi gì nữa. Ngon lành liền anh em. Ngầu lòi chưa? À, anh em đợi tí nha. Hình như là mình thấy có một cái code reset điểm nữa. Tại vì từ đầu giờ mình cày lên cấp 50 là toàn nâng vào cái điểm tấn công không à. Bây giờ mình sẽ tẩy và nâng lại nha. Hình như được rồi đó. Anh em thấy chưa? Dư 150 điểm. Nâng vào vũ khí 50 đi. Đấy. Nâng vào phòng thủ 50. Còn lại mình sẽ nâng vào chát quỷ nha. Tại bây giờ mình có chát quỷ rồi. Còn lại khoảng tầm 6 lần quay mà phải không? Quay thử coi có trúng trái nào xịn xịn không. Anh em có thể thấy nữa, để là cấp 50 cộng trở lên thì mới quay được chát quỷ. Mấy thanh niên kia thấy phái lắm, lại đứng nhìn kìa. Chờ mình quay ra để cho. Sao không chịu cày đi trời ơi, lên cấp 50 là có thể mua được chát quỷ rồi. Mấy cái game này phải nói thiệt với anh em là chơi rất rất là đơn giản luôn. Một lần quay cuối cùng nha. Sao nó không cho mình cái trái xịn xịn đi trời. Nói chung là không có quay ra trái nào xịn nha anh em. Nhưng mà mình còn lại khoảng tầm 200 mấy gem á. Mua thêm 5 lần quay nữa. Game này biết là để cái tỷ lệ phần trăm ở đâu ta. Để mình coi thử. Sao mà toàn quay trúng nó cháy rào cản cháy bơm không. Trong rương anh em nhìn nè. Khói rào cản bơm quá trời quá đất. Đó. Anh em thấy không. Nhìn thấy mình cầm chát quỷ là chạy lại liền. Mấy anh đi này chờ hồi nãy giờ có nhiêu đó. Anh em thấy chưa. Trời, ăn chát quỷ vô gì ghê vậy. Ủa không phải nè bạn. Hình như là có cái gì xuất hiện hay sao á. Tự nhiên cái khu vực này sương mù không vậy. Ồ, boss xuất hiện. Anh em thấy cái hình đầu lâu không. Nhưng mà mình mới vừa chơi thì cần quan tâm mấy cái đó làm gì. Đánh có nổi đâu. Hồi nãy giờ mình mở chắc cũng khoảng tầm mười mấy lần anh em ạ. Trái xịn nhất mình được đó chính là trái khói nha. Tuy là nó không phải thuộc dạng gì ghê gớm anh em ạ. Nhưng được cái nó là hệ Logia. Nên là quái không có đánh được mình. Vì thế mà làm nhiệm vụ rất rất là khỏe luôn. Nhảy xuống nước coi. À xuống nước bắt máu. Do là mình đã ăn chát quỷ rồi á. Lấy chiếc thuyền ra. Ôi, game này làm cái màu sắc của chiếc thuyền nhìn cũng đẹp quá ha. Con boss đã biến mất rồi á. Nên là sương mù nó tan rồi nè. Giống lại lóc rút khi mà anh em chịu hồi râu đen rồi các kiểu nha. Nó cũng có sương mù rồi như vậy á. Game này không biết cái con gì nó ra mà nó làm sương mù thấy ghê thiệt. Đây nè. Game nó cũng có chỉ cho ông ta cái hòn đảo tiếp theo luôn. Cái chấm màu xanh anh em thấy chưa. Đây là đảo của Hề Bất Ghi anh em ạ. Nhìn thấy cái nhà có cái khẩu pháo ở phía trên là biết ngay. Anh em nào chơi game của anh biết lâu năm á thì quá là quen thuộc rồi. Nhiệm vụ là đánh 5 con quái nè. Chỗ này là bét hả? Ui cái gì đây? Trời ơi. Đi vào thấy nguyên cái đầu con rắn anh em ạ. Hết hồn. Quái cô hồi bất kỳ chỗ này nè. Có né được không ta? Vẫn né được. Anh em thấy sự lợi hại của chát quỷ hệ Loza game này chưa?
Tuy chỉ là một giác quỷ thuộc dạng cùi thôi, nó không phải cái gì xịn. Nhưng mà được cái là nó có cái đặc tính của hệ Logia, né đòn cũng khá là ngon lành chứ giỡn đâu. Không sợ bị quái đánh. Rất là khỏe luôn. Này, quá easy anh em ơi. Để mình dụ hai con lại lượt đánh cho nó đủ hoàn thành luôn. Bên đây thì được 7.500 kinh nghiệm nha. Hoàn thành cái thì chắc cũng lên đường cấp à, không có nhiều lắm. Để mình tắt cái này đi cái nè. Đấy, nhìn cho nó trống trải rồi các kiểu. Nhiệm vụ tiếp theo là cấp bao nhiêu đây? Phải lít vào xem thì mới biết được. 75. Cũng là đánh quái luôn nha. Vậy chắc cấp 100 là đánh cái con boss hơi bất kỳ quá. Ồ, 80 thôi. Ok. Mà nhìn dễ chứ cái game này cày cấp cũng hơi căng nha anh em. Không phải là nhanh lẹ gì đâu. Mình nghĩ ít nhất cũng phải tầm nửa tiếng thì mình mới lên được cấp 80 để đánh con boss này bất kỳ. Ồ quên nữa, hồi nãy giờ không để ý tới trái quỷ khói ha. Cần 75 điểm để sử dụng chiêu ít à. Để mình nâng vào thử. Đang có 51 nè. Trời, cái này có bộ là phải lên thêm vài cấp nữa mới được anh em ạ. Theo mình thấy là sử dụng vũ khí đánh ngon hơn á. Chứ chát quỷ thì mình đánh chả xin nhê lắm đâu. Đây nè. Bu vào đây. Đánh nó cứ như là gãy ngứa luôn. Trong khi mình cầm cây gậy của Sabo mình gõ đầu mấy con quái nhanh hơn không? Cái này nếu mà xài chát quỷ hệ Paramecia bảo đảm là siêu cực nha mọi. Ờ mà thôi, chủ yếu là vào chơi thử cái tựa game này cho anh em xem. Mình thấy cũng rất là ok nha. Nếu mà anh em muốn không làm mà vẫn có ăn ấy, thì cứ đứng ngay chỗ ông bán chát quỷ, chờ những cái người chơi cấp cao họ mua xong họ vứt ra. Thế nào họ cũng sẽ vứt mấy trái như là trái bơm nè, trái bari nè. Tại vì hai trái đó là trái cùi bắp nhất game. Nãy người khác họ sẽ không sử dụng đâu. Khả năng anh em xin là họ sẽ cho. Còn nếu mà anh em muốn tự quay giá quỷ thì cứ cài lên cấp 50 rồi nhập vài cái code của mình lúc nãy á vào quay giá quỷ thôi. Đấy, chơi đơn giản. Bây giờ thì cũng không còn gì nữa, chắc là mình sẽ kết thúc video ở đây luôn. Anh em muốn thì có thể chơi trải nghiệm chi tiết hơn mình sẽ để lên dưới phần mô tả nha. Bye anh em.